Audio Jungle. Con nhà nông chào cả nhà, chúc cả nhà ngày mới thật là vui vẻ và bình yên trong cuộc sống nha cả nhà. Hôm nay con nhà nông sẽ đi cắt cành tắc này để trồng cả nhà. Đây là những cái cành tắc mà con nhà nông bó cách đây khoảng 1 tháng rưỡi đó cả nhà. Thì nay nó đã ra rễ rất là nhiều rồi đó, cho nên con nhà nông cùng với đứa em này sẽ cắt đem trồng nha cả nhà. Thì cái tắc đó, người ta còn gọi là cây quất hay là cây hạnh đó cả nhà. Thì đây là cái cây biểu tượng của sự may mắn sung túc trong một năm mới, nên được trồng mà làm cây cảnh trang trí trong nhà, sân vườn. Ngoài ra quả của nó còn có tác dụng giúp hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa bệnh tiểu đường, tăng cường hệ miễn dịch, giảm cân, trị ho, vân vân. Rất là hay, rất là có ý nghĩa luôn cả nhà. Mình khuyên cả nhà nên trồng một hai cây tắc trong chậu cũng được, trồng ngoài đất cũng được nữa cả nhà. Rồi đây là những cái nhánh tắc thường thì ở nông thôn của mình gọi là nhánh tắc, mà khi bó xong rồi cắt xuống như vậy đem trồng liền thì người ta sẽ bán, là người ta gọi là cái nhánh củ tỏi đó cả nhà. Thì nhánh này sẽ rẻ hơn nha cả nhà, tại vì mình không có công đoạn mà phải ương lại và kích rễ cho nó ra như trong cái bầu như thế này nè cả nhà. Bầu ương gì thì sẽ mất tiền hơn nhánh củ tỏi nha cả nhà. Thường thì nó khoảng 30-35 ngàn, còn nhánh củ tỏi thì mình bán chừng 15-20 ngàn thôi cả nhà. Sau khi mình cắt nhánh xuống thì mình phải tỉa ra như vậy nè cả nhà, tỉa bớt đi những cái đọt đó, mình chỉ dừa lại cái thân thôi. Còn cái trái mình cũng cắt bỏ luôn nha cả nhà, để mình trồng xuống thì cây nó sẽ phát triển. Chứ mà nó vừa nuôi nhánh con rồi nuôi trái nữa thì rất là chậm luôn á. Nhánh này rễ nhiều lắm nè cả nhà. Đó, mọi người thấy giống củ tỏi không? Rồi mình cắt xong mình sẽ bỏ lên cái xe gùa này cả nhà. Thì bữa hôm trước mình bó cũng ít lắm, khoảng 50 nhánh cả nhà. Cho nên hôm nay những nhánh nào mà ra rễ thì con nhà nông sẽ cắt. Thì mình dự tính mình trồng khoảng 40 gốc tắc nha cả nhà. Thì mình cũng tận dụng đất trong vườn dừa cả nhà. Mình thấy cái khoảng cách từ cây dừa này đến cây dừa kia thì nó còn rất là rộng, cho nên mình sẽ dung mô mình trồng thêm mấy chục nhánh tắc nữa nha cả nhà. Thì dừa của mình trồng mà chủ yếu là hàng chiếc không mà cả nhà, tuy nhiên thì có một bờ duy nhất là mình trồng hàng đôi, cho nên mình thấy cái khoảng cách giữa hai cây dừa còn rất là nhiều luôn á. Rồi bây giờ cắt xong rồi, con nhà nông sẽ cùng em này đẩy ra ngoài cái khu vực trồng nha cả nhà. Rồi mình sẽ chia sẻ cho cả nhà coi cái khoảng cách giữa hai cái gốc dừa. Mình tiết đất mình đen tắt mình trồng cả nhà, là cái bờ đôi cả nhà. Mình thấy từ gốc này qua gốc kia chắc tầm 5 mét á, cho nên mình sẽ trồng một cái hàng tắt chính giữa hai bờ dừa, hai cái bờ dừa cả nhà, hai bên cây dừa đó. Thì mình sẽ nhờ thằng em dung mô hổm lai đó cả nhà. Bây giờ mình sẽ chắc tắt xuống và mình đếm được bao nhiêu cây nha cả nhà. Sau khi mình chắt xuống thì mình đếm tổng cộng được 25 nhánh nha cả nhà. Thì sau khi trồng thì mình sẽ với em ấy sẽ đi bó tiếp một số ổi và một số tắc nữa để trồng thêm nha cả nhà, tại vì mình dung mô còn nhiều á. Rồi đây là cái công đoạn chuẩn bị trồng nè cả nhà. Thì sau khi đứa em mình nó dung mô lên, nó phơi nắng tầm 1 tuần lễ cả nhà, nhưng mà mình gấp quá, mình phơi nắng được có 2-3 nắng cả nhà. Rồi mình sẽ bỏ bón lót là phân chuồng, phân gà quay đó cả nhà. Rồi mình sẽ cắt bầu ra mà để cho đứa em mình nó trồng cả nhà. Thì đất trồng á, mọi người có thể trồng ở ngoài đất nè, trong chậu nè, và trồng trong những cái bao xi măng mà người ta cắt ra, hoặc là những cái khoay, những cái thùng xốp có sẵn thì mình tận dụng mình trồng cũng được cả nhà. Đó, bây giờ con nhà nông cứ công việc như vậy. Thì cái đất trồng thì cái mình có thể trồng ở nhiều loại đất khác nhau, vì cây tắc này nó phát triển rất tốt, và miễn sao đảm bảo cái độ thông thoáng, độ ẩm và độ pH thích hợp là được cả nhà. Độ pH từ 5 đến 6 là được rồi. Rồi mình có thể mua giá thể tổng thêm như là phân trùng quế hoặc là tấu sơ dừa, mùn hữu cơ gì đó.
rồi mình xử lý hết những cái mầm bệnh như cả nhà rồi mình trồng thôi. Còn giống thì có thể trồng bằng hạt hoặc là bằng cách là giết cành. Thì con nhà nông trồng bằng cách giết cành thì lúc nữa mình sẽ ghim cái phần giết cành ở phần bình luận nha cả nhà. Và tới bây giờ là thằng em mình nó trồng là cả nhà, thì trồng thì cũng như trồng ổi thôi, mình moi cái lỗ rồi sau đó mình bỏ đất lấp sao cho vừa bằng với cái bầu ở cả nhà, rồi mình sẽ dùng cái cây mình cắm cho làm tụ cho nó chắc, không có để gió hoặc con gà con chó đi ngang nó làm rồi lung lay cái gốc ở cả nhà thì nó sẽ vỡ bầu và nó sẽ chết như cả nhà, cho nên mình phải kiên cố cái gốc lại. Thì lúc này con nhà nông đang chặt cái cây để làm trụ ở cả nhà. Thì sau khi trồng xuống mình chịu khó mình tưới một ngày hai lần sáng chiều mát nha cả nhà, thì sau đó khoảng 15 ngày thì mình tưới một lần thôi, còn mùa mưa thì mình không cần phải tưới nha cả nhà. Khi trồng được 20 ngày thì cây đã bén rễ và lúc đó mình sẽ tiến hành bón phân hữu cơ như là phân bò, phân dê, trùn quế, rồi cứ 1-2 tháng thì mình bón cho cây một lần cả nhà. Khi cây tắc còn nhỏ nó có lỡ ra hoa và tái mình phải lặt bỏ hết nha cả nhà. Đang làm cô hàng xóm bị câm điếc bẩm sinh ở cả nhà, ra mắng vốn là mở cửa gào để gà lên bươi phá đồ của cô đó, là mình chỉ cái em nó mở đó không đóng lại cho nên cô lại cô xử lý em kia đó cả nhà. Mùa xuân ở cả nhà cái nhiệt độ rất là cao lên, cây tắc nó mọc rất là nhanh luôn, lúc đó mình phải tiến hành tỉa thưa, mình chọn 3 đến 5 cành thôi mình để lại rồi sau đó mình tỉa bớt, rồi cứ như vậy thì cách tầm 2 tháng thì cây cành nó mọc đồng loạt đó, cho nên lúc đó mình không có để quả nha cả nhà. Cây tắc sau khi trồng 1 đến 2 năm á cả nhà thì nó sẽ cho quả, và lúc đó thì nó sẽ cho quả quanh năm, nếu chúng ta trồng chăm sóc kỹ thì nó sẽ ra quả quanh năm luôn đó cả nhà. Thì quả đó cả nhà có thể dùng để muối làm chanh mua, tắc muối nè, hoặc là làm những cái thực phẩm khác như là mứt hạnh nè, mứt tắc đó cả nhà, rồi mình có thể dùng nước tà tắc làm nước uống hay giải khát đó cả nhà, cũng rất là ngon luôn đó, rất là nhiều dinh dưỡng và vitamin luôn đó cả nhà. Thì sau khi mình chặt cây rồi thì mình sẽ ôm lại cho đứa em nó cắm nó làm cọc với cả nhà. Hôm nay con nhà nông đi trồng cành tắc rồi sẵn chia sẻ cho cả nhà về cách cắt cành nè, rồi cách bó cành nè hay là chiết cành đó cả nhà, rồi đất trồng nè, rồi bón chăm sóc, nói chung là chăm sóc tắc sau khi trồng nè, rồi thu hoạch tắc nha cả nhà. Thì video của con nhà nông cũng đã dài rồi, con nhà nông xin dừng video ở đây, hẹn gặp lại cả nhà trong video vào ngày mai ạ.